ok rồi, rồi mình sẽ làm tiếp nhé. Đây là gì nguồn này, một cái vào đây. Mình đang để hàng cái này.
đang thắc mắc tại sao mình phải dùng cái cọc to đùng này để làm sạc nhá. Đúng không? Rơi con mẹ ra. Đúng gì rồi, sạc của mình dùng sạc 10A nhé. Sạc 10A thì dùng cắm nó sẽ bị sụt. Chân cắm tròn này nó bị sụt. Bây giờ phải dùng dân. Phải dùng cái chân to này thì nó mới không bị sụt được. Đấy là lý do thôi. Đơn giản rồi. Dây này dây đồng hồ ấy. Rồi nhé.
Rồi đến phần cái này. Cái này mình sẽ làm cho thành nó thành cái rắc rắc cắm. Tại sao lại làm thành rắc cắm? Để sau này ấy, cả cái cụm này nó có bị hỏng ấy, thì cần tháo bốn gốc, phải bốn gốc ra, nhấc cái cụm văn đi sửa thôi. Tha cả con kích này đi rất là mệt. Rồi.
ok. Cắm đi. À, tôi cắm thử cái này thử nhá. Chỗ này. Úi giời. Rồi ok. Cắm xuống đây. À, cái này chốt lại. Cá lê rồi. Bây giờ là thế nào thì em nhớ công tắc bật đèn này 2.2 thôi. Úi quả nó đã chạy rồi, bây giờ cái thử cái bóng đang màn hình chưa có không chưa có nha. Đấy, bật lên là nó hú loạn lên rồi đúng không? Có cái bóng điện đấy. Em là nó chạy được. Okay. Ui, ngon rồi đấy. Ngon rồi đấy. Sao? Không nóng lắm. Ok. Bây giờ nếu là nó hoàn thiện rồi nhá. À này, chưa chưa. Cái này nữa. Cái này là cái đéo gì sắc cò à. Cái cò à nha bạn. Cái đéo đâu, cò nó ngắn cái này không. Đây là cái cò của nó nhé. Nó sẽ chui vào cái lỗ bên trái này. Đây, sẽ nhấc cái lỗ này. Đây, mình sẽ làm cái rắc cò lại nhé. Kia đâu rồi?
Đây, đấy chính là cái rắc của nó nhé. Còn sau này sẽ đấu vào đây. Sao mà mình phải làm cái rắc như này, rắc như này nó sẽ tụt đấy. Đấy, rất lúc cái vật nó kéo mạnh quá thì nó sẽ tụt ra. Như thế này nó tụt ra được. Rồi, ok, cắm cò này. À, đến cái hộp này. Muốn cố định của pin bây giờ dùng một phăng nhé. Kiệt lọ phong này nào cũng dùng. Ủa, từ từ, mình có điện thoại.